Để đảm bảo cho lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng trong ngày giỗ tổ được thành kính trang nghiêm, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên Phú Thọ đã được huy động và đảm nhiệm nhiều phần việc. Trong đó, 100 đoàn viên thanh niên nam tiêu biểu của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương được lựa chọn tham gia đội hình Con cháu Lạc Hồng. Đông đảo đoàn viên thanh niên đã phối hợp cùng với lực lượng an ninh để làm hàng rào mềm, phân luồng, phòng chống ùn tắc tại đường lên các đền. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ đất tổ đã tích cực tham gia các hoạt động phục vụ giỗ tổ, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.